Mối tình đầu tiên của em là năm học lớp 5. Hả? Yêu sớm lắm à. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, cùng với quý vị khán giả trường quay ngày hôm nay. Gì vậy? Gì vậy? Giữ ta. Tên gì? Dạ em là Đoàn Quang Thái, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là công nhân sản xuất, nhưng mà đó chỉ công việc phụ thôi. Công việc chính là dược sĩ. Quê đâu? Dạ quê ở Tây Ninh. 26 tuổi, dược sĩ. Mời bạn nữ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thu Hương, em đến từ Biên Hòa, năm nay 23 tuổi. Ủa nhưng mà mình ở Biên Hòa luôn hay là mình là... Dạ em làm việc Biên Hòa chị. Vậy là hôm nay lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ đúng rồi chị. À vậy á hả? Ủa làm việc ở Tây Ninh hay là làm việc ở thành phố vậy? Em làm việc ở Tây Ninh luôn chị ơi. Căng ta. Căng ta. Bạn có đi Biên Hòa lần nào chưa? Cũng chưa có đi à. Bữa nào lên thăm trên đó một bữa đi. Không, anh nói mới nhớ em ở gần trại đó, em không ngại gì đó đâu. Chết. Hả? Gì vậy? Lộn hả? Dạ không chị, cái này là sở thích của em chị. Em ăn giày thường là em thích mang khác màu. Tại vì tính cách của em á chị, độc có, lạ có. Dạ đôi khi vô tư thì em ra vô tâm. Mà thỉnh thoảng thì nó có điên điên, nó có gì một chút nữa. Yên tâm không sao, bên đây dược sĩ có thuốc mà không lo. Giới thiệu bản thân mình xíu nữa đi, sở trường, mạnh, điểm yếu. Dạ, em thích là đi phượt là em thích lắm, thích vô cùng. Còn sở thích của em là nấu ăn. Em nấu không biết ngon không, nhưng mà cứ nấu thôi, ai ăn được ăn không em ăn. Ủa bạn trai kia nghe kịp không? Dạ kịp ạ. Em còn cái đặc biệt nữa là nói rất là nhanh. Hình như hồi nãy anh tên Thái đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ anh có gì đặc biệt không? Ý là anh có đi phượt như em không? À có. Anh rất là thích đi phượt. À, tại vì em chưa đi Tây Ninh lần nào á. À, anh hy vọng sau chương trình này anh sẽ mời em đi Tây Ninh thăm núi Bà cho biết. Dạ. Lý do tại sao bạn không có bạn trai? Em hơi thu không dữ chị. Thường thì người ta tìm cách mà tiếp cận với em á. Thường thì em nói câu hai câu đi mất tiêu rồi. Cái ai có sợ bạn gái hung dữ quá không? Vừa thôi chứ đừng có dữ quá chị. Ví dụ hung dữ là hung dữ thì sao? Quánh người thẳng tay chị ơi. Quánh người? Em quánh được ai rồi? Em quánh được em trai. Hả? Em trai em với em cũng ưa quánh nhau không chị? Ủa là sao quánh nhau nữa? Tại vì dành đồ ăn chẳng hạn. Vậy thường thì mẹ mua đồ ăn ngon là hai chị em cứ dành nhau thôi. Đánh thua cũng quánh. Quánh sao? Quánh túi bụi hay là quánh có chiêu có võ? Móc mắt móc tay làm khí thế lắm. Trời đất ơi. Dạ em chào anh. Trời đất ơi. Gái mà sao dữ vậy? Rủ nữa trời lấy chồng về rồi cãi nhau rồi sao? Thương chồng sao quánh? Trời ơi dễ thương quá mà sao. Quan trọng dữ hay không là do bạn cái bên biết điều tiết thôi chứ. Nóng nảy quá mất kiềm chế nhiều khi gây hậu quả nghiêm trọng á. Không dược sĩ mà la gì. Em quánh xong tự trị. Không bạn cứ yên tâm đi. Mình cũng có học võ qua nên tự vệ được. Không có lợi đâu. Nghĩ sao mà quánh lại gì. Tự vệ thôi. Tự vệ không có lợi bên kia đâu. Né đòn. Thôi thôi bỏ chuyện quánh nhau đi. Quánh nhau hoài bạo lực quá. Tôi hỏi bạn là nãy bạn nói có một cái việc tôi cũng thấy là lạ. Với bạn đang là dược sĩ đúng không? Nhưng tại sao bạn lại làm công nhân mà không làm cái nghề của mình? Tại vì em muốn có thêm thu nhập để có mở tiệm thuốc là lớn. Dành dụm được nhiêu rồi? Dạ chắc cũng gần cả trăm ạ. Cả trăm? Nhiêu thì mới mở được? Dạ khoảng 300. Bạn bên kia hùng 150 được không? Để suy dạ, nghĩ anh quá được. Coi coi thực lực sao đã. Ủa vậy là có 150 để hùng luôn hả? Dạ chưa có chị. Vậy sao đòi hùng với người ta mở tiệm dược? Thì phải coi ảnh khả năng ảnh như thế nào rồi mới hùng được. Bệnh không có uy tín đâu nha, chưa chắc à. Ờ bệnh nhắm sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi cái việc bạn đi tìm bạn gái tiêu chuẩn đưa ra thế nào. Không ốm cũng không mập, không xấu cũng không đẹp, vừa là được. Chết rồi anh ơi, em đẹp quá sao giờ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn trai? Trải qua thì mối tình chính thức thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em là năm học lớp 5. Hả? Yêu sớm lắm à. Lớp 5 là yêu sao ta? Yêu kiểu năm gì? Yêu lớp 5 là yêu sao? Bạn kể chuyện yêu lớp 5 nghe. À lớp 4 thì cô lớp phó thì mới chỉ thích em thôi. Nhưng mà tới lớp 5 thì bạn ấy tỏ tình với em là nó có yêu em vậy á. Rồi em nói sao? Dạ thì em đồng ý. Trời ơi! Nít quỷ! Lớp 5 mà yêu đương rồi đồng ý nữa.
Chào chị. Lớp 5 hả? Dạ. Sao giống chị quá vậy? Dạ. Chị mất tay vậy? Chị hồi năm lớp 5 là chị thích cái anh học lớp 6. Dạ. Chị đó tình ảnh luôn buồn. Hai đứa con nít quỷ. Vui mà đúng không? Dạ đúng rồi. Yêu nhau lúc cái đoạn đó là làm gì? Ví dụ như là nói chuyện nhau nói thì sao? Rồi kêu nhau bằng gì? À kêu thì bạn bè thôi với lại xưng hô bằng tên thôi. Trời ơi, em nhớ hồi nhỏ mình đi học á. Dạ. Có cái môn mà chơi u á, biết chơi u không? Biết. Hai đứa hai bên cái hai đội, nó đội bên kia chị đội bên này. Trời ơi, u bắt cái trời ôm nhau cái sướng gì đâu. Chưa thấy bà Mai bà mất nó. Nó nghe là giờ yêu nhau thì bao lâu đám cưới? Nếu được thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nữa sự nghiệp em ổn định thì sẽ đám cưới. Giờ có 100 triệu, bây giờ đám cưới thì lấy tiền đó là mở tiệm dược hay là giờ tiệm thuốc hay là đám cưới trước? À tiệm thuốc xong rồi mới đám cưới. À không thích cái gì ở người bạn gái? Nhậu. Với lại nói nhiều mà có lặp đi lặp lại có một câu nói. Trời ơi, nói nhiều lắm, nói nhiều lắm. Nhưng mà dễ thương, đẹp gái. Được. Được ha, thôi kệ chịu đi. Chịu nhục lúc không sao, đàn ông mà. Dạ đúng rồi. Có biết nhậu không? Dạ không chị. Dạ em uống bia không được, em uống rượu được. Uống nhiều không em? Dạ không, chỉ uống xã giao thôi anh. À nếu vậy được. Dạ. Quan niệm thế nào về tình yêu? Yêu nhau thì không có nói chia tay, sống không có ghen. Không ghen luôn á hả? À ghen quá, đổ ghen ạ. Những lúc anh đổ em hay làm gì? Bật nhạc mình hát. Gì? Bật nhạc hát quẩy mình gì đó. Quẩy một mình? Theo người ta nói thì giờ là quẩy một mình gì đó. Thôi giờ em thử em quẩy mình chị coi. Em mượn giấy mà chị. Sợ cái gì, mình bị quà xuống mà có gì mà sợ. Quẩy đó chị. Chị em hát nha. Em rồi. Hát em hát nhạc rock cũng được vậy. Rồi ok. Ở biên hòa nhạc hát rock Sài Gòn. Ok. Rồi. Phía xa ở mơ trên trời xa có cái chim bồ câu đang bay về. Lắng nghe hay lắng nghe cùng tôi nhịp đập con tim thành phố. Vậy thôi ạ. À. Em làm mất hứng quá. Dạ mình hứng lên vậy thôi rồi chị. Không quậy quá không được. Chúc làm cho bạn nó coi nha. Fisa. Dễ thương lắm. Không cặp này được nè. Hai người cũng khùng giống nhau à. Nhí nhảnh lắm à. Tính cách ok. Hát liền cho chị. Hát. Hi. Tiếp tục cái kia gì đó, cái gì đó. Anh có món quà muốn tặng cho em. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ đây là đặc sản quê anh, muối Tây Ninh. Dạ nhắm nào tặng lại anh, cái này nhiều lắm nè. Dạ. Em thích bạn hát lại cho em nghe không? Em hát lại cho anh nghe thử. Hồi nãy em hát rồi, giờ thì anh hát đi ạ. Chị cầm, em phải hát. Rồi, hát cho anh nghe. Dạ hát với em nha. Không em hát đi. Nhảy chung nha, nhưng mà nhảy chung với ta nha. Nhảy chung đi. Rồi, vậy đi. Dạ, lên. Dạ, nhảy nha. Nhảy sao em? Bắt đầu. 2, 3. Pizza, ông ở trên trời xa. Có cánh chim bồ câu đang bay về. Sao anh hát? Anh không biết. Dạ, anh chỉ đó, anh làm lại đi. 2, 3. Ủa, làm lại đi. Pizza, ở trên trời xa. Có cánh chim bồ câu. Có cánh chim bồ câu. Đang bay về. Đang bay về. Dạ, múa giỏ cho bạn nó coi, múa giỏ cho bạn nó coi để bạn đánh không múa thương được. Anh đi anh thử coi, thử coi duyệt thử coi. Trời ơi trời, vô mặt người ta à. Em sợ quá chị ơi. Cái đó thì không bao giờ trúng. Ủa tặng muối này làm chi vậy? Dạ muối này ý nghĩa gì không đây? Ý nghĩa là tình sâu, nghĩa nặng tình sâu. Ủa sao muối mà nghĩa nặng tình sâu? Chắc là tại vì nó mặn lắm á chị. Gừng cây muối mặn xin đừng quên em anh đó. Dạ đúng rồi. Nãy giờ cho em mèo rồi anh có tưởng tượng ra em như thế nào không? Nói chung là anh cũng thấy em ấn tượng. Phía xa. Trên xa đó. Hôm nay mới em đổi da dày với anh được á. Này là xì tai mới em. Dạ con người em nó lạ mà nó độc mà. Độc và lạ. Có thuốc giải độc không? Có thuốc giải độc. Anh có anh chị em gì không? À có em, anh có 4 anh chị em. Dạ anh là con thứ mấy? Anh thứ tư. Là anh con đầu không? Không. Từ em lộn. Nhà thì có mình anh là con trai thôi. Dạ vậy anh có hay anh hiếp em gái không? À cũng có. Rồi giống em rồi. Dạ nhà em có mấy người? Dạ nhà em có 4 người luôn, 2 trai 2 gái. Mình cũng giống nhau. Dạ. Em bấm nút đi anh. Bậy bạ đâu mà bấm nút. Cảm nhận ảnh thì sao? Nói chuyện một hồi thì thấy cũng vui tính. Vì vấn đề mà đi yêu xa, cho như là mình từ nay đến Biên Hòa yêu xa gì đó,
thì anh nhắm là khoảng bao lâu thì mới xuống thăm em một lần? Nếu được thì thời gian rảnh thì nửa tháng anh có thể đến thăm em một lần. Vậy nếu được tôi hả? Vậy em lên thăm anh thì sao? Quá tốt. Vậy đúng là dễ dãi thiệt chứ. Dạ. Thấy khoái chưa? Thấy khoái à. Khoái rồi. Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 1 Hết thời gian. Rất dễ thương. Chúng tôi gửi tặng các bạn những vé xem phim. Dạ. Tặng cho các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Đừng có anh hiếp ảnh nha. Thôi, mời các bạn đi xem phim. Quẩy dữ. Không, rất là dễ thương. Tuổi trẻ mà. Đúng phải rồi. Vậy phải quẩy lên để sau này không ân hận điều không chi. Sao cả.